liệu họ có phải là nhà hoạt động ôn hòa? Liên quan đến việc lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Tuấn Lâm hay còn gọi là Peter Lâm Bùi và Đặng Đình Phước để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Những ngày qua, Linh Mục Đinh Hữu Thoại đã đăng tải nhiều bài viết để lên án việc các lực lượng chức năng bắt tạm giam hai đối tượng trên. Linh Mục Đinh Hữu Thoại đã cho rằng, trong hai ngày liên tiếp, 7 và mùng 8 tháng 9 năm 2022, nhà cầm quyền Việt Nam vừa bắt thêm hai nhà hoạt động ôn hòa là Peter Lâm Bùi ở Đà Nẵng và thầy giáo dạy cao đẳng sư phạm Đặng Phước ở Đắk Lắk vì những tiếng nói của họ trên mạng xã hội Facebook. Một lần nữa, ca khúc Con đường Việt Nam của nhạc sĩ, cựu tù nhân lương tâm Việt Nam lại vang lên để người dân Việt Nam khắp nơi trong và ngoài nước đừng quên đồng hành và ủng hộ họ vì một Việt Nam văn minh hơn. Liên quan đến vấn đề này, có lẽ cha Jus Đinh Hữu Thoại đang nhầm lẫn về cái gọi là nhà hoạt động ôn hòa để nói về Peter Lâm Bùi cũng như Đặng Đình Phước. Về việc Peter Lâm Bùi hay Bùi Tuấn Lâm là một tín hữu người Công giáo và chúng ta không hề mong muốn một tín hữu người Công giáo lại phải vướng vào vòng lao lý về các hoạt động liên quan đến tuyên truyền chống đảng, nhà nước. Bởi điều đó không chỉ ảnh hưởng đến sinh mệnh cuộc sống của cá nhân, gia đình tín hữu, mà còn ảnh hưởng đến danh dự hình ảnh của người Công giáo. Vậy nhưng có lẽ Peter Lâm Bùi đã vượt qua giới hạn của quyền tự do trong việc đăng tải, tán phát các bài viết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật, nên lực lượng chức năng mới phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Fanpage Người Công giáo cũng đã có một số bài viết luận giải về quá trình hoạt động của Peter Lâm Bùi cũng như ý kiến của một số cha xứ về vụ việc này. Còn đối với Đặng Đăng Phước, hay được một số người gọi dưới danh nghĩa là thầy giáo, ngày 6 tháng 9 năm 2022, bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam liên quan đến hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước. Theo nhiều tài liệu điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2019 đến nay, Đặng Đăng Phước đã lợi dụng mạng xã hội Facebook thường xuyên biên soạn, đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, giáo dục và yêu cầu Đặng Đăng Phước chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật, nhưng đối tượng này không những không chấp hành mà còn tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt, cực đoan hơn. Phải chăng đó là hành động hoạt động ôn hòa hay họ bị bắt vì những tiếng nói của họ trên mạng xã hội Facebook? Thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại,